Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của anh Vũ Quốc Tế Alex. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái bí kíp trước khi mà các bạn bắt đầu kỳ thi IELTS. Mình thấy ở trên TV hoặc ở trên YouTube hoặc là các website hỗ trợ cho các bạn sĩ tử trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thường thì vào tháng 5 và tháng 6 sẽ có những cái video theo kiểu là những chia sẻ thông tin cũng như là hỗ trợ cho các bạn trong quá trình học và luyện thi, làm sao để đạt được cái bài điểm tốt nhất cũng như làm sao để mà có một cái kỳ thi suôn sẻ. Thì mình tự hỏi là tại sao chúng ta lại không có một cái video để hỗ trợ cho các bạn, đặc biệt là những bạn mà đang có quá trình học và luyện thi IELTS, các bạn đang chuẩn bị thi để nâng bài điểm, hoặc là các bạn đây là lần đầu tiên các bạn đi thi, thì hỗ trợ cho các bạn như thế nào? Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào video để xem thử xem là trong quá trình học và luyện thi IELTS, cái bước cuối cùng là cái bước đi thi chúng ta cần phải chuẩn bị những gì các bạn nhé. Đầu tiên cũng giống như các bạn mở đầu của video, đó là chúng ta không cần phải chuẩn bị gì hết. Nói thì nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng thật ra kỳ thi IELTS nó sẽ khác hoàn toàn so với cái kỳ thi trung học cơ sở trung học phổ thông quốc gia. Các bạn có một cái sự so sánh nhé, khi chúng ta đi thi trung học cơ sở trung học phổ thông, chúng ta phải chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt, nào là bút mực, nào bút mực phải đều màu, nào bút mực phải giống nhau cùng hãng nè, rồi phải mang tối thiểu là từ 3-5 cây để có thể viết ra được nhiều, còn to càng tốt, khi đó chúng ta sẽ viết cái nét nó nhanh hơn. Rồi bút chì là 2 bút chì, âm ngòi là thước kẻ nè, gương nè, rồi thậm chí cả máy tính nè, thì IELTS trắc nghiệm không sẽ máy tính nha. Tuy nhiên khi các bạn đi thi IELTS nó sẽ khác, các bạn hầu như không cần phải mang theo bất kỳ cái gì cả, trừ giấy tờ tùy thân. Bởi vì khi các bạn mang theo giấy tờ tùy thân cũng là một bước mà xác minh các bạn là đúng là cái người đăng ký dự thi rồi thôi, các bạn vào phòng thi, tất cả những cái phần còn lại bao gồm giấy nháp, rồi bút chì, gương đều được đó bên tổ chức khảo thí hỗ trợ cho các bạn, nên là các bạn sẽ không cần phải đòi về bất cứ dụng cụ nào hết. Đặc biệt còn hơn nữa là các bạn mà thi ở trên máy, các bạn nhiều khi còn không cần phải dùng tới chỉ là gương nữa cơ. Rồi vậy thì điều các bạn cần làm đó là chỉ mang theo một cái tâm trí thực sự thoải mái và nhớ mang não, đừng để nào muốn về tới nhà nha. Tới lúc đó các bạn sẽ cần phải sử dụng não rất nhiều, đồng thời là trong quá trình làm bài thi cố gắng mang theo càng tối giản đồ càng tốt. Bởi vì khi đó ví dụ như chúng ta mang theo cái ví bao gồm cái tờ tùy thân thì chúng ta để đó, chúng ta biết và chúng ta quan sát được. Còn hơn chúng ta có thể đem mang điện thoại cần cảnh giác và cấp độ này nọ, các bạn có thể mang theo một chai nước tháo nhãn ra, đó là phòng thi trường học chúng ta bị khác, vậy là xong. Điều quan trọng thứ hai, Việt Nam có rất nhiều món đặc sản, mỗi vùng miền sẽ có những món đặc sản khác nhau. Tuy nhiên có một món ăn tinh thần mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng đều có thể sẽ làm đến qua, đó là món ăn kẹt xe. Thật ra nếu như mà các bạn đã xác định cho mình là một cái tâm trí để mà các bạn đi thi và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc đi thi, thì một điều mà các bạn cần phải chuẩn bị đặc biệt luôn đó chính là các bạn phải đi sớm, luôn luôn on time, đừng có in time nha, đừng có để tới đúng cái kỳ thi mà tăng giờ bắt đầu thi mà tăng các bạn đã xuất hiện là fail. Tại vì các bạn không thể nào mà trừ ra được cái trường hợp kẹt xe, đặc biệt là kẹt xe hư và những cái trường hợp khác, ví dụ trời mưa gió chẳng hạn. Để mà tránh những cái trường hợp này tối đa thì các bạn sẽ có nhiều phương án khác nhau. Nếu như những bạn nào mà nhà cần để đi thi và các bạn có thể tự chủ động trong việc đi lại được, thì các bạn có thể là đi sớm khoảng tầm 30-45 phút. Rồi cái thứ hai, những bạn nào không thể nào có cái phương tiện đi lại chủ động, các bạn chưa có bằng lái hoặc là các bạn không biết chạy xe vân vân, thì các bạn nên chuẩn bị cũng là tới nơi 30-45 phút, thì các bạn phải tới trước đó rồi ha. Nhưng các bạn có thể chọn cái phương tiện đi lại như là Grab nè, hoặc là GoViet, những cái ứng dụng đặt xe online và bây giờ nó hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Và nếu như chúng ta thấy chết chơi mà có cái trường hợp là chúng ta cảm nhận được có thể đến nó sẽ mưa, không ngoại trừ trường hợp thời tiết xấu lúc nào, tại vì thời tiết cũng giống như tâm trạng của các bạn nữ nên nắng cũng thất thường. Thật ra là cái mà để cho các bạn có thể chuẩn bị và chủ động được, các bạn nên đặt xe, và khi đó các bạn cũng nên chọn những cái đôi giày nào mà nó có thể là nó có khả năng khô thoáng nhanh hơn. Bởi vì khi mà các bạn làm bài thì cảm giác rít rít ở dưới chân sẽ làm các bạn khó chịu, các bạn quên hết những cái gì mà các bạn đang suy nghĩ. Đồng thời là nếu như giả sử mà mưa, các bạn bị dính mưa thì nó cũng ảnh hưởng với các bạn một phần. Nếu giả sử máy lạnh ở trong phòng thi nó lạnh quá đi ha, việc mà các bạn lên tiếng nó sẽ ảnh hưởng tới những thí sinh khác. Hoặc là các bạn nếu các bạn cố chịu thì cảm giác ngứa và rần rần, ngứa ngáy, nó cũng mệt. Các bạn có thể chọn đi taxi
taxi hoặc là đi các ứng dụng như Grab Car vân, thì nó sẽ hỗ trợ hơn cho các bạn rất là nhiều. Thường nếu như mà mình có một cái việc gì đó quan trọng vào ngày hôm sau, mình sẽ thường phải trằn trọc rất lâu, thậm chí là không thể nào ngủ được. Ngày mai gặp crush, ngày mai mình có một cái buổi diễn thuyết trước các bạn sinh viên, ngày mai mình phải hỗ trợ cho bạn này bạn kia, ngày mai mình có một cái kỳ thi rất là quan trọng. Mình còn nhớ như cái khoảng thời gian rất lâu trước đây đó, khi mà mình bắt đầu cho cái kỳ thi mình thi đại học, thì mình thường có cái cảm giác đó là mình bồn chồn, lo lắng, rất bồn chồn, và thậm chí mình không ngủ được. Mình cố gắng mình ngủ rồi là mình đã nằm xuống rồi, nhưng mình qua lại là một phần để ôm điện thoại và mình học cho nó chắc. Nhưng bây giờ mình mới nhận ra một điều đó là một trong số những cái điều rất là sai lầm. Bởi vì khi mà các bạn ngủ sớm, não của bạn sẽ được thư giãn, não của các bạn cần phải giữ tỉnh táo. Trong cái kỳ thi trung học cơ sở, trong phổ thông quốc gia, có những cái môn nó rất dài, nó thậm chí nó kéo tới 90 phút là 1 tiếng rưỡi. IELTS sẽ dạy trong đôi 3 tiếng. Các bạn nghĩ xem, để mà giữ cho não của các bạn tỉnh táo, các bạn phải cho đủ ở đây là từ 7 cho tới 10 tiếng. Thành khoảng thời gian tốt nhất khoảng tầm từ 8 cho tới 9 tiếng là phù hợp. Bởi vì 7 tiếng nhiều khi nó có vật hơi ít. Vậy thì chúng ta sẽ có một chút chuẩn bị từ cái ngày trước đó, bằng cách là các bạn nên ăn sớm một chút xíu. Những bạn có thói quen ăn khuya thì chúng ta nên ăn khoảng tầm từ 8 cho tới 9 giờ và 10 giờ chúng ta bắt đầu lịch giờ ngủ. Ăn no ngủ kỹ rồi thì khi đó các bạn nằm nhiều một cái giấc 10 giờ. Nếu giả sử các bạn có chặt chọc đó, thì tới khoảng 11 giờ các bạn đã có thể ăn. Và các bạn nếu như giả sử trường hợp các bạn mất ngủ cũng được bật điện thoại, cũng được ngủ bài. Thứ nhất, bật điện thoại sẽ làm cho các bạn mắt của các bạn sẽ mệt và dễ mỏi hơn. Cái thứ hai, nếu các bạn có sẵn điện thoại, các bạn nên để điện thoại ở dưới chân giường của mình hoặc là để gần đó, chứ đừng để trực tiếp lên đầu giường, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng xấu, điện thoại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến não của các bạn và nó làm ảnh hưởng tới giấc mơ của các bạn, đồng thời nó làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của các bạn luôn. Các bạn sẽ ngủ khó ngủ hơn hoặc là ngủ không được ngon. Cũng đừng ôn bài như mình nói. Trước khi đi thi thì mình thường sẽ ôn bài thâu đêm rồi sau đó qua ngày sau bắt đầu đi thi. Thường thì cái kỳ thi những bạn mà ôn bài sáng lúc thì nó sẽ rất chất lượng. Tuy nhiên, IELTS khác. IELTS là bao hàm tất cả những cái kiến thức về kỹ năng và khả năng sử dụng tiếng Anh các bạn đã học từ trước tới giờ. Các bạn không thể nào chỉ ôn trong vòng 10 cho tới 15 phút. Và cái nguy hiểm là 10 tới 15 phút đó bạn ôn cái gì thì khi vào thi bạn chỉ nhớ cái đó thôi. Vì thì những cái còn lại thì sao? Còn bạn mất tiêu luôn. Tốt nhất bạn đừng làm gì cả, cứ để cho tâm trạng thoải mái. Bạn nhớ được những gì bạn sẽ sử dụng những cái đó. Bởi vì IELTS sẽ trong đó kỹ năng của các bạn, khả năng các bạn làm bài là đang cứ cố gắng và làm hết sức có thể là được ít nhất thì một phút tự tin là mình đã làm hết sức. Những kiến thức còn lại nó không đi đâu cả, trừ khi nào bạn chỉ ôn những phần đó thôi. Bằng cách đó các bạn có thể chọn ôn cách đó 2-3 ngày, nhưng trong cái ngày thi và đặc biệt trước khi thi đừng làm ôn gì cả. Giữ cho mình một tâm trạng thoải mái và học thi có nhiều và cái gì biết đâu tất cả những cái mà các bạn làm, bạn có những cái bạn đem ra cái gì rồi các bạn còn lại những cái mà các bạn thật sự không nhớ thì bạn cũng biết thêm, nó là làm cho các bạn sự nghiệp cao hơn thì sao, đúng không nào? Không ai nói trước được điều gì hết, nhưng có một điều chắc chắn, nếu các bạn mệt thì bạn sẽ không làm được gì cả. Thành ra giữ cho mình tâm trạng thoải mái, cho não có nhiều năng lượng để trước khi các bạn học bài các bạn thoải mái là được. Và buổi sáng thức dậy nên chọn cái cách là dậy sớm một chút xíu cho cái tâm trạng của mình nó relax hơn. Các bạn nên chọn ăn cái gì đó trước khi mà bắt đầu và cái giờ làm bài thi. Nhắc tới chuyện ăn, mình là tự nhiên nhớ lại với cái bài chiếc bụng đói. Thật ra thì bữa ăn sáng hoặc bữa ăn trưa là một trong số 3 bữa ăn quan trọng cho cái việc mà các bạn vận hành cơ thể của các bạn. Cơ thể của các bạn nó giống như là một cái bộ máy, bản thân cơ thể của chúng ta là một bộ máy và việc ăn uống đầy đủ nó sẽ làm năng lượng vào trong. Có nhiều bạn có cái quan điểm, đặc biệt những bạn sinh viên khi mà mình chia sẻ với các bạn và hỗ trợ cho các bạn thường nói là các bạn sẽ tập trung tốt hơn khi các bạn đói. Cũng đúng, nhưng sự tập trung đó nó sẽ giữ ở cái mức thời gian nhất định, nó khoảng tầm 30 hoặc 40, 45 phút thôi. Nếu như các bạn nó kéo dài trong khoảng sau suốt 3 tiếng thì thật sự mà nói là không thể. Bởi vì trừ khi nào các bạn làm ở nhà, luyện tập về thể thao v.v. Nếu như các bạn đói mà bảo là các bạn phải vận động liên tục, kể cả là bạn có là kiểu vận động viên chuyên nghiệp thì chẳng được, các bạn cũng không thể làm được. Uống hồn chi vận động trí não nó sẽ cần nhiều năng lượng hơn nữa. Thành ra cách hay nhất trước khi đi thi các bạn nên ăn một cái gì đó nhẹ thôi, và mình nên chọn
toàn, món nào là an toàn. Bạn có thể chọn bánh ngọt, nhưng đó là bạn của bạn đã thân thường ăn rồi, các bạn đã ăn qua rồi, các bạn biết là bạn ăn được món đó, đừng ăn bất kỳ món lạ nào. Đối với những bạn nào mà bụng yếu thì các bạn không nên chọn uống sữa. Thường các bạn sẽ chọn uống sữa cho nhanh, nhưng sữa uống sữa vào buổi sáng có nhiều bạn không hợp sẽ gây ra tình trạng đau bụng. Cũng hạn chế những cái loại chất ngọt nhiều quá, chúng ta chỉ nên uống nước thôi, ăn sáng uống nước là được, cũng đừng ăn quá no. Ông bà ta có câu là có thực với vật lãnh đạo, tức là phải ăn rồi nó có thể làm việc được, nhưng cũng có thêm một câu đó là càng nhanh bụng sẽ trùng da mắt. Nhìn mắt mình như thế này là biết là lúc nào bụng mình cũng căng rồi đó. Thật ra thì nếu như mà các bạn ăn mà quá no, nó sẽ gây ra cho các bạn cái tâm trạng đó là nếu như no quá thì các bạn sẽ bị mệt người, hoặc là nếu các bạn ăn quá nhiều dầu mỡ thì các bạn sẽ bị choáng và bị nhức đầu, hoặc là nếu như mà các bạn ăn quá no nó sẽ gây cho các bạn khoảng tầm từ 1-2 tiếng sau các bạn sẽ có cái xu hướng của các bạn ngủ, bởi vì các bạn chỉ ngồi một chỗ và các bạn làm bài. Vậy thì theo kinh nghiệm của bản thân, các bạn vừa đủ thôi. Như thế nào là đủ thì cái này tùy theo cái khẩu phần ăn bình thường của các bạn. Thấy các bạn sáng các bạn như thế nào là các bạn vừa đủ no nhưng mà vừa có thể làm bài, không phải quá no thì các bạn hạn chế cái mức đó. Như mình nói, hạn chế, nếu các bạn không quen uống sữa hoặc ngày nào uống sữa thì các bạn có thể chọn uống, nhưng các bạn nào không quen uống sữa thì đừng nên uống, uống nước lọc thôi là được rồi. Và cố gắng giữ sức khỏe và chân thật là tốt cho cái kỳ thi, bởi vì cái kỳ thi này nó tốn mình về khoảng thời gian một khoảng tiền khá khá. Nếu mình không thi được thì nó rất là uổng luôn nè, nó chỉ có một ngày thi thôi mà chúng ta hoàn thành xong là xong, cho nên bạn còn điểm thật tốt vậy. Vậy là xong. Nếu muốn nào, điều cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng đó là về thái độ, hay nói cách khác hơn là cái cách mà các bạn thể hiện là trong cái quá trình các bạn làm bài thi như thế nào. Cái gì mà bên ngoài thì cái này nó tùy theo mỗi bạn, nhưng các bạn nên chọn cái bộ đồ và một cái vẻ ngoài làm sao đó cho nó dễ nhìn nhất, tốt nhất là càng lịch sự càng tốt. Bởi vì khi mà các bạn làm cái bài thi á, đồng ý là chúng ta sẽ có những cái kỳ thi mà nó mang tính công tâm nhất. Tuy nhiên nếu như các bạn quá nổi bật hoặc như thế nào đó thì nó sẽ gây ra cái sự chú ý không đáng có, và đã là chú ý thì nó sẽ có chú ý tốt và chú ý xấu. Vậy tốt nhất là chúng ta nên chịu chú ý thôi, cho nên chuyện chúng ta cái bình thường nhất có thể. Nó không quan trọng về việc các bạn phong cách ăn mặc của các bạn ở ngoài đời như thế nào, thì khi các bạn đã vào phòng thi, đặc biệt là một cái môi trường nó mang tính phục vụ thì các bạn nên như thế nào đó cho nó phục vụ chút xíu, cho nó sớm một chút xíu, rồi ra ngoài thì chúng ta cứ sống như bản thân thôi, thoải mái, không vấn đề gì cả. Đặc biệt là về cái sự tự tin, tức là không phải là chúng ta sẽ khép nét, chúng ta sẽ ém mình xuống, nhưng trong phần làm bài, trong cái cách mà đặc biệt là phần speaking, các bạn phải show ra cho người ta thấy về cái sự tự tin của các bạn. Bởi vì đơn giản nhất, IELTS nó nói về kỹ năng, mà kỹ năng của mọi người chắc chắn sẽ khác nhau, nó phụ thuộc vào trong cái độ tự tin và cái độ máu của các bạn khi mà các bạn học, các bạn làm bài như thế nào. Nói một cách đơn giản, sự tự tin của các bạn nó giống như một cái kỹ năng chào, các bạn tự tin nó sẽ hút những cái điều tốt tới và nó sẽ hút những cái điều tương tự tới đối với các bạn, nó sẽ đưa ra cho người ta một cái sự thoải mái. Thường chúng ta sẽ bắt chuyện với những người đang có một mặt tinh người đang đó, những người có u lì hay những người có mặt sầu thảm rất chán, làm sao chúng ta muốn nói chuyện được, đúng không? Thậm chí rất khó để chúng ta có thể bắt chuyện với họ, trừ khi chúng ta bắt buộc phải làm như thế. Thành ra giám khảo như vậy, những người mà sẽ là trực tiếp vào bài test của các bạn, đặc biệt là bài speaking, các bạn cứ cho họ thấy cái sự tự tin của các bạn và cái sự thoải mái nhất. Các bạn càng khép mình thì cũng là các bạn càng đẩy họ ra xa. Và như vậy, đặc biệt là có những bạn hay bị khớp trong cái phần nói, tức là trong cái khả năng nói của các bạn không biết được là mình điều chỉnh cái âm lượng như thế nào, thì các bạn hãy tập bằng cách này. Các bạn có thể làm giống mình, để cái điện thoại phía trước rồi quay, các bạn lựa ra cái âm lượng phù hợp, và khi đó mình ngồi trong phòng thì mình có thể nghe rõ được cái nhịp độ mình nói nó có nhanh hay không, âm lượng vừa đủ hay chưa, còn phải cải thiện làm như thế nào, cái đầu tiên thấy như sao đó. Hoặc các bạn có thể đối với những cái nền các bạn học, ví dụ như này là Alex, mình có hỗ trợ cho các bạn kỹ năng về public speaking, kỹ năng nói trước công chúng, hoặc có những cái giờ gia sư về speaking riêng, thì đối với những cái phần này để hỗ trợ cho các bạn tự tin hơn trong phần nói trước công chúng, cũng như là các bạn soạn ra những cái chủ đề tốt hơn, vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn tốt hơn. Cái đó là đối với những bạn nào mà đang học tại trường tại Alex thì các bạn sẽ được hỗ trợ về vấn đề này ha. Thêm một cái nữa đó là đừng để cho những kỹ năng kia nó hạ. Ví dụ như trong quá trình các
khi các bạn đang phần speaking, giả sử các bạn trước đó đã thi phần reading hay là về phần writing hay là về phần listening, những kỹ năng đó các bạn đã không được tốt, nó làm cho các bạn tâm trí là ui trời ơi tiêu rồi, kiểu này là chết rồi, và các bạn mang tâm trí đó vào trong phần speaking thì không nên, bởi vì nhiều khi chính các kỹ năng speaking của các bạn khi các bạn làm tốt á, bạn có thể kéo được điểm kỹ năng học hành cao hơn. Bạn nguyên chưa phải là tới, các bạn vẫn chưa biết được là điểm số của những phần học hành như thế nào, các bạn nghĩ nó làm sai, nhưng mà biết đâu được là khi mà chọn lại cái kết quả khác là những gì mà bạn suy nghĩ thì sao. Một trong số những cái đó là khi các bạn đã làm bài xong rồi thì các bạn quên đi cái việc chờ đáp án, các bạn cứ giữ cái tâm trạng thoải mái để các bạn làm những cái phần sau và có một cái bước chuẩn bị tốt cho những phần sau. Nó sẽ tốt hơn cho các bạn rất nhiều nếu như các bạn giữ cho mình cái tâm trạng thoải mái khi mình nói, mặc dù nó là một việc quan trọng nhưng nó không chỉ là một kỳ thi thôi, đừng quá đặt quá nhiều áp lực vào nó, nhưng hãy nghiêm túc trong quá trình luyện bài, nhớ nha, đừng quá áp lực, nhưng mà bài thì phải làm sự nghiêm túc, phải làm hết mình, vậy là được rồi. Cái gì mà mình có thể hỗ trợ được cho các bạn? Có rất nhiều bạn đặt ra những câu hỏi khác nhau thì mình sẽ cố gắng để giải đáp cho các bạn một cách sớm nhất. Đối với những bạn này vẫn còn những khúc mắc trong quá trình học luyện thi IELTS, không phải chỉ riêng là về vấn đề giải đề mà về cái mức chuẩn bị như thế nào, học những kiến thức nào làm sao, các bạn có thể đặt một câu hỏi vào phần comments hoặc là nhắn tin trực tiếp vào fanpage của Đỗ Quốc Tế Alex để các bạn được hỗ trợ thêm. Mình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn những video sắp tới, cũng như là nếu các bạn có những câu chuyện nào đó muốn chia sẻ thì các bạn có thể để lại thông tin, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc cho các bạn một ngày làm việc thật tốt, chúng ta có một đêm của mình ngon, và như thế thì mình sẽ đạt được kết quả nhanh.